Như mà chị ấy nói, chúng ta thấy Chúa vẫn làm cho mảnh đất khô cằn 20 năm trở thành mảnh đất tốt. Còn con? Dạ, con chào cha và con gái. Con là Maria Trần Thị Tân, giáo họ Thiện Vạn, Liên Sư Ta Lạc, địa phận Thái Bình. Con bị ù tai trên tay giữa từ bé. Ù tai thì con mới ù, mà mới bị ù nhưng mà con đã bổ 2 lần. Con được Chúa và Đức Mẹ Ông Thánh đã xin cấn thì con đã đỡ được 90%. Và con cũng là con bị u lang buồng trứng và u lang tuyến vú thì con nhắn tin cho cha. Con đã được khỏi u lang buồng trứng cách đây 2 năm. Còn u lang tuyến vú thì vừa rồi 1 tháng con đi khám thì người bác sĩ ở bệnh viện ca bảo con là phải chọc hút ra và tống kháng sinh vào. Nhưng 2 lần bác sĩ gọi con vào để con làm việc nhưng mà con bảo là con không vào được vì con rất bận, thì con đi làm giúp việc ở trên Hà Nội. Thế là con đi về nhà, con đám ma cô con xong mà con nghe đài chị con gửi cho mẹ con. Con nghe 1 tuần thì tự nhiên cái lăng của con nó biến đâu mất, không còn nữa. Con cảm ơn cha và cộng đoàn. Còn một ơn nữa thì con chỉ nói mà vừa rồi con bảo con đi vào lòng thương xót thì tự nhiên có một con đi xuống quần rủ chị con, thì có một người ngoại đạo lấy chồng công giáo, người ta lại bảo với chị con là đi thì cho bà ấy đi với, thì con cái lại bảo là từ từ hãy đi. Thế chị con bảo chị con là nếu bà ấy đi thì đừng có gàn bà, bảo con bà ấy đừng gàn bà ấy và hãy cho bà ấy đi. Thế về sau con sẽ gọi đợi con mua vé tàu cho bà ấy và con sẽ vâng con đưa bà ấy đi. Và bà ấy đã xưng tội và đã dâng lễ. Bà ấy 70 tuổi mà từ lâu đến nay không đọc, 70 tuổi mà bao nhiêu năm nay không đọc kinh đọc sách gì, không đi lễ. Vâng, cái ơn là lớn nhất đó là ơn mà một bà 70 tuổi mà 30 năm bỏ Chúa mà bây giờ nhờ chị ấy lý thiệu với lòng Chúa thương xót, bà ấy đã được ơn quay trở về. Người kia thì 20 năm, người này thì 30 năm. Và những ơn về bệnh thân xác như chúng ta vừa mới nghe, thì gửi tặng cho con cái máy 300 đầy đặn lòng Chúa thương xót nha. Đây là chàng chuỗi lòng Chúa thương xót, xin Chúa chúc lành cho con. Con được ơn gì? Còn